Sau gần 10 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Oriflame, công ty mỹ phẩm của Thụy Điển, kinh doanh theo hình thức bán hàng trực tiếp, đã có những bước phát triển mạnh mẽ với trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và 4 văn phòng chi nhánh tại các thành phố lớn là Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng. Song song đó, số lượng 200 tư vấn viên lúc ban đầu năm 2003 đã đạt mốc 40.000 người, đem đến cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm làm đẹp có chất lượng. Cơ hội trở thành người bán hàng của Oriflame cũng đã góp phần cải thiện thu nhập, mang lại giấc mơ đổi đời cho hàng ngàn người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ.